Bác đang ở hơn năm dưới rồi. Đâu có còn các ai? Còn các ai thì vào vào đi. Bác nè, chị Sơn nói bác. Đúng không chị? Đông đi Hà Nội đấy sao? Đông Hà Nội, Đông Hà Nội, Hà Nội. Đông thì giờ đang ở Hà Nội. Chiều qua thì về đây. Chiều qua, chiều qua rồi. Chiều qua rồi, Tết mấy chục năm rồi về lần. Chiều qua về Tết. Còn làm chúc thọ cho cô nhưng mà không đồng ý làm chúc thọ. Làm mâm cơm với anh em thôi. Làm một mâm à? Hả? Mấy mâm? Mâm mới nhỉ? Ông ơi! Riêng nhà mình cũng phải vài mấy mâm này nhỉ? Cô làm muốn làm mâm, có mâm. Bây giờ thấy nào mâm làm gì? Chị ngọt sang bên ngoại à? Chụp mâm. Chị vừa mang hết ra đây. Nhà anh Minh nhà hay. Anh cầm cái cổ ra nè. Đây là đoạn. Đúng rồi, đúng rồi. Khoa bỏ lấy vào, lấy được một đoạn. Mời chào đi đoạn nữa kìa. Lấy cái ngọt nhé. Lấy cái ngọt. Anh Minh là thôn nhất đấy, lấy cái bản ngọt. Anh Minh lấy đoạn ngọt. Anh Minh là bán nhiều đấy hả? Con ngồi cái ghế nào hả? Ghế có, con ngồi. Thấy người. Ba năm mới là tuổi 90 bà nhỉ? 90 đấy. Sao bác hát tuổi nhiều ấy? Bác hát tuổi nhiều. Anh 90 mà cũng thần sắc khỏe lắm. Nhà cũng năm nay khỏe đấy. Tinh thần mình vẫn luôn. Thế anh Minh ơi, thế nên làm mấy mâm mừng thọ cho cụ chưa? Không có rồi, chắc chắn là có rồi. Anh có rồi hay là chưa nào? Tháng năm là phải làm thì một bước. À thế à? Mùng 4 phải làm. À thế à? Một bước. Thế thì em tưởng làm trong năm rồi. Em tưởng làm trong năm rồi. À không, anh chị đâu là mùng 3 về, mùng 4 anh làm. À thế à? Tinh thần như thế. Bác không muốn làm. Để bắt lăng phay một bộ phận hội gia đình thôi trong nhà đấy. Con đây con đây là con cháu thứ hai. Con lớn cháu thứ hai. Con này cháu học lớp 6. Sinh ra anh nhỉ? Học lớp 6 bằng mạnh ấy. Học lớp 6.